Thiệu bên em một cây dòng siêu lý sen bên này, này rất là đẹp bên em. Cái hòn thân chỗ này, cái thân của nó là khoảng 9 cm nha bên em, chiều độ của nó là xuống là khoảng 85. Cái này là 2 người B nha bên em, 2 người B. Bộ đế rễ nó nè, đế rễ nó thì nó ưa mọc lé nha quý em, nâng được nâng lên theo em ha, trong sâu như nâng lên. Đấy. Đấy. Những cái mặt cắt đây là không cho anh em thấy nằm muốn ly hết rồi, rất là đẹp. Dòng này thì cái lé nó tí xíu nha quý em, nhỏ lắm anh em ha, em cứ hình dung. Đây. Rất là đẹp nha quý em, rất là đẹp này. chút như thế này nè quý em. Đây, mình quay đọt anh em thấy ha, chút này ha. Dòng sen đột biến quý em, loại này mình không có giống chiết ra nhiều nha quý em, bán hết rồi quý em. Đây là cây zin nguyên bản không ghép. Thì anh em yêu cầu yêu thích alo và số điện thoại Zalo 0932411987 với nè. Đưa cho phía này quay cho anh em xem. Đây là mặt sau của cây nè, anh em thấy không? Tay cành form rồi mình phong rồi mình làm ok hết nha. Lật dưới này anh em xem là chuẩn nhất nè. Thân pháp rất lượng nha quý nè. Thì anh em nhu cầu liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 với nè. Và duyên ha. Thì đa số là quân mình là toàn những cây lớn như thế này nè, thì anh em yêu thích thì alo thôi anh em ha. Rồi cây này anh em nhu cầu giao lưu alo. Dòng siêu siêu rí, dòng sen đột biến, cánh tròn rất là đẹp. Đây quay cho anh em xem đó, anh em ha, cái đọt sen của nó này nhỏ xíu thôi, mình lấy cái đầu bút mình bỏ vô là vừa luôn với anh em ha, sánh ngang với lại cái bút bi á anh em ha. Rồi anh em nhu cầu yêu thích alo với số điện thoại Zalo 0932411987 với nha. Đấy. Rồi anh em nhu cầu yêu thích alo ha, tác phẩm này rất là duyên nha. Đổ là cái chiều đổ nó què qua xuống qua chỗ đây nè anh em ha. Thân pháp thì nó lắc lượng hết, lắc hết từng khúc lắc nó nè, phải đặt những cái này anh em mới thấy khúc lắc nó. Rồi cảm ơn quý anh em rất nhiều. Anh em nhu cầu liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều.